Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các địa phương cần thực hiện đúng các hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh và ô nhiễm môi trường. Nông dân xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trồng ổi lê Đài Loan cho thu nhập trên 40 tỷ đồng mỗi năm. Bệnh viện hữu nghị Việt Xô cấp cứu thành công một ca vỡ động mạch chủ chỉ trong vòng 30 phút. Gia tăng số người nghiện ma túy đá. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp. Dịch lây lan nhanh gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất chăn nuôi. Cùng với nỗ lực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi đúng cách sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh và ô nhiễm môi trường. Tính đến ngày 10 tháng 5, trên địa bàn huyện Vũ Bản đã có 17 trên 18 xã thị trấn có dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn chết tiêu hủy hơn 3.500 con, tổng trọng lượng hơn 197 tấn. Dù số lượng lợn bị tiêu hủy lớn, rải rác ở hầu khắp các địa phương, song huyện Vũ Bản đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các xã thị trấn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, kế hoạch hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã linh hoạt trong việc tổ chức lực lượng, lựa chọn địa điểm và thực hiện quy trình tiêu hủy lợn mắc dịch tập trung, đảm bảo đầy đủ các bước để phòng ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh và ô nhiễm môi trường. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình tổ chức tiêu hủy của huyện Vũ Bản trên địa bàn xã Liên Bảo thì chúng tôi thấy rằng là các bước quan trọng cần thiết của quá trình tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi của địa phương cũng đảm bảo được các yêu cầu mà Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Nam Định đã hướng dẫn cho các địa phương để xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi. Và cũng qua kiểm tra các địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định thì chúng tôi thấy rằng là các địa phương cũng tuân thủ các bước chính cần thiết để xử lý dịch tả lợn châu Phi, tránh việc phát tán mầm bệnh cũng như là việc ô nhiễm môi trường. Chưa có vaccine phòng ngừa, bệnh dịch tả lợn châu Phi có tốc độ lây lan chóng mặt. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 122.778 con tại 21.056 hộ chăn nuôi. Tổng trọng lượng phải tiêu hủy là 6.381 tấn. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại ước tính khoảng 15% tổng đàn lợn của tỉnh, một con số thiệt hại rất lớn. Hiện nay, nhiều hội viên nông dân tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có thu nhập khá từ trồng ổi lê Đài Loan. Phát triển mạnh từ năm 2010, hiện nay toàn xã có trên 80 ha trồng ổi lê Đài Loan, tập trung chủ yếu tại hai thôn Ngân Hạnh và Hòa Mục. Đây là giống cây ăn quả có khả năng sinh trưởng khỏe, tái sinh cao, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất lợi, quả to và sai quả, cho thu hoạch quanh năm. Hiện nay thương lái thu mua từ 8 đến 10.000 đồng kg, thời điểm cao giá từ 15 đến 20.000 đồng kg. Thị trường tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố cả nước. Được biết, năm 2018, sản lượng ổi của xã đạt 4.500 tấn, doanh thu 45 tỷ đồng, trừ chi phí lợi nhuận thu được trên 30 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân là hình thức kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thân người lao động và gia đình. Vậy thời gian qua, kinh tế tư nhân Thái Bình phát triển như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Trở về quê hương sau nhiều năm bôn ba khắp nơi, ông Trần Quốc Khánh, xã Minh Hưng, huyện Kiến Xương đã dùng hết số vốn tích cóp được để mua lại vùng đất trũng bỏ hoang làm trang trại. Thành công ngày hôm nay được làm nên từ mồ hôi công sức của cả gia đình. Hiện ông Khánh đã gây dựng được trang trại chuyên nuôi con đặc sản, phát triển bền vững với thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng một năm. Luồng ao bèo rất là xấu, hai bố con nó cũng lặn lội làm vơ bèo, để dọn bèo hàng tháng vì xong được xong rồi là thuê máy về làm. Trong khi làm thì cái năm đầu tiên thì gia đình chăn nuôi nên là gà, vịt, ếch. Về lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ, đến nay tỉnh Thái Bình có khoảng 6.500 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra còn có hơn 129.000 hộ kinh doanh cá thể. Thời gian qua đã có nhiều hộ kinh doanh cá thể hoặc cơ sở sản xuất phát triển lớn mạnh trở thành công ty. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trở thành doanh nghiệp vừa hoặc doanh nghiệp lớn. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận giải quyết 6.129 trên 6.216 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức công dân, đạt tỷ lệ trên 98%. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa các cấp của huyện đều tiến hành kiểm tra hướng dẫn công dân, bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ, cũng như tiếp nhận phân loại luân chuyển đến cơ quan chuyên môn để thụ lý giải quyết theo đúng quy trình quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm quy chế tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các tổ chức cá nhân về quy định hành chính, tăng cường đội ngũ cán bộ công chức đủ trình độ, kỹ năng làm việc tại bộ phận một cửa của huyện và các xã thị trấn, gắn với thực hiện kỷ luật và kỷ cương hành chính. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Mặc dù mới là những đợt nắng nóng đầu mùa hè, nhưng nhiệt độ trong nhiều ngày qua đã tăng khá cao, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh. Khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Thái Bình hiện đang điều trị cho gần 30 bệnh nhân. Bệnh lý chủ yếu là sốt kèm theo bội nhiễm ho, viêm phổi. Nguyên nhân khởi phát là nhiệt độ môi trường. Ở trẻ sơ sinh, trung tâm điều nhiệt chưa hoàn thiện nên cơ thể chưa có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ môi trường bên ngoài. Điều này thể hiện rất rõ khi nhiệt độ bên ngoài cao thì thân nhiệt của trẻ cũng tăng lên. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý không để quạt hoặc luồng gió điều hòa tốc thẳng vào người trẻ khi ngủ. Nếu thấy trẻ có các dấu hiệu sốt, ho nhiều, tiêu chảy liên tục, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế, tuyệt đối không được tự ý điều trị hay mua thuốc cho trẻ uống khi không có chỉ dẫn của bác sĩ. Bệnh viện hữu nghị Việt Xô, tỉnh Ninh Bình vừa cấp cứu thành công một ca hy hữu vỡ động mạch chủ chỉ trong vòng 30 phút. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và không phải gây mê. Bệnh nhân nam 89 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao do viêm phổi. Sau một ngày, bệnh nhân nôn ra máu, trụy tim mạch, suy hô hấp trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đã khẩn trương chụp phim ổ bụng, chụp động mạch chủ ngực và phát hiện động mạch chủ ngực của bệnh nhân bị vỡ, máu chảy theo thực quản xuống dạ dày. Đây là một hiện tượng hy hữu và hiếm gặp. Một bệnh nhân 89 tuổi rất là già, lại đang bị viêm phổi, lại đang sốc mất máu, đang bị trụy tim mạch như vậy. Mà để phẫu thuật, một cái đại phẫu để mà thay đoạn động mạch chủ ngực hay là vá động mạch chủ ngực là gần như không khả thi đối với bệnh nhân. Và bệnh nhân có thể là chết trong lúc mổ. Thế thì đây cũng là một cái rất khó khăn. Thế thì cũng rất may là bệnh viện thì từ lâu cũng đã có cái biện pháp là sử dụng stent graft. Đó là cái dạng miếng vá mà nó vá bên trong lòng động mạch nhưng mà không phải mổ. Can thiệp đặt stent động mạch chủ nội soi qua động mạch đùi được thực hiện nhanh chóng trong vòng 30 phút. Bệnh nhân tỉnh táo, không gây mê. Thiết bị được đặt chính xác đến từng cm để vá lỗ thủng. Sau 3 ngày can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục trở lại. Các bác sĩ cũng cảnh báo những bệnh nhân lớn tuổi mắc các bệnh lý nền mãn tính như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa mỡ máu cần phải được theo dõi chặt chẽ và thăm khám định kỳ vì đây là những bệnh gây biến chứng tim mạch rất cao. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Từ thực phẩm tươi sống đến thực phẩm chín, được chế biến sẵn đều tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thực tế, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra, mặc dù ngành chức năng đang được tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, nâng cao nhận thức của người kinh doanh, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, ghi nhận tại thành phố Nam Định. Những cửa hàng bán đồ ăn sẵn bên đường, đầu chợ hay vỉa hè là những hình ảnh phổ biến tại thành phố Nam Định. Người dân đã quen với việc muốn mua gì, ăn gì thì tới địa điểm đó, ắt sẽ có đồ ăn vừa rẻ vừa tiện mà chưa cần biết chất lượng, mức độ an toàn vệ sinh của thực phẩm tới đâu. Chỉ khi để ý mới thấy người bán tay không vô tư chế biến, đồ ăn thì để lộ thiên hoặc có che đậy nhưng cũng sơ sài. Giờ cũng phải nhìn thấy hàng nào đảm bảo chất lượng thì mình mới mua chứ. Chủ yếu là phải chọn cái hàng nó còn mới, còn tươi. Còn tại các chợ dân sinh, đặc biệt là chợ nông thôn, thực phẩm được bày bán khá phong phú từ rau xanh, thịt cá đến những thực phẩm khô. Tuy nhiên hầu hết người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm đều theo cảm quan và tin tưởng vào người bán thân quen, còn hầu hết chưa quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm. Điều này đã vô tình tiếp tay cho những thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên với đặc thù chợ nông thôn thường họp theo phiên nên lực lượng chức năng khó có thể kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ này. Hiện tại thì đối với chương trình giám sát của chúng tôi thì nó cũng có cái khó khăn nhất là cán bộ của chỉ cầu kín, hay là nguồn kinh phí giám sát phân tích mẫu, nếu phân tích mẫu phòng nghiệm là rất lớn, với thời gian thường thời gian phân tích gửi các phòng nghiệm là thời gian triển khai nó lâu, hàng tuần ít nhất là 5 đến 7 ngày mới có kết quả. Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay được triển khai từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mới đây, đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số siêu thị, nhà hàng và cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn một số cơ sở chưa tuân thủ một số quy định về khoảng cách đối với nguồn ô nhiễm, vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm. Điều này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hậu quả thì chưa nhìn thấy ngay, nhưng về lâu dài, sử dụng những thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Vì vậy, mỗi người tiêu dùng hãy bảo vệ quyền lợi cho chính mình và những người thân trong gia đình bằng cách lựa chọn thực phẩm ở những nơi có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, góp phần ngăn ngừa thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Huyện Lương Tài hiện có trên 900 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ. Trong tháng hành động, các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm được huyện triển khai đồng bộ, tích cực, chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành huyện, xã, thị trấn, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tháng hành động, chỉ đạo chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền được thể hiện phong phú bằng nhiều hình thức nhằm vận động người dân nắm rõ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, khuyến cáo người dân sử dụng thực phẩm an toàn, đấu tranh phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra ban chỉ đạo 7 xã và 12 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Với những biện pháp tích cực được triển khai, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua trên địa bàn huyện Lương Tài luôn được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn, nguy hiểm xảy ra. Với phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày ý nghĩa, Liên đội trường Tiểu học Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã linh hoạt lồng ghép những hoạt động thể chất xuyên suốt trong những buổi học, giúp cho học sinh luôn tràn đầy hứng khởi mỗi khi đến trường. Đây là khung cảnh thường thấy vào mỗi giờ ra chơi tại sân trường Tiểu học Liên Khê. Một lớp học khiêu vũ ngoài trời với hơn 400 học sinh và giáo viên trong giờ ra chơi đã mang lại sự hào hứng và sảng khoái cho các em học sinh ở đây. 4 năm nay, thay vì những bài thể dục đơn điệu, thì nay giờ ra chơi lại luôn là khoảng thời gian được các em học sinh vô cùng mong đợi. Đặc biệt, ba thư viện xanh ngoài trời với rất nhiều đầu sách là một trong những điểm thu hút hầu hết các em học sinh, không còn nặng nề và áp lực với những bài tập trên lớp. Thư viện ngoài trời được mở từ 4 năm nay, cũng là từng ấy thời gian, những cuốn sách này đã đồng hành cùng các em tiếp nhận những kiến thức một cách thoải mái và hiệu quả nhất. Chúng tôi thì đã chỉ đạo tất cả đội ngũ anh chị em trong nhà trường là xác định cái phong trào đội là một cái phong trào trọng tâm để nâng cao cái hoạt động ngoại khóa của các em học sinh trong toàn trường. Và trong năm học vừa rồi, trường với cái đổi mới toàn diện và căn bản của giáo dục, ngoài những cái việc học thì phải tạo cho các em những cái nền tảng, đó là học tập, vui chơi, rèn những kỹ năng sống. Thì để đạt được cái kỹ năng sống đó thì trọng tâm nhà trường luôn xác định đó là tạo những cái hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường cho các em, để cho các em hoạt động tốt và phát triển về thể lực, trí tuệ cũng như là các cái kỹ năng mềm. Bên cạnh những buổi hoạt động ngoại khóa, chương trình công tác đội theo chủ đề tháng luôn được thực hiện đầy đủ, đúng kế hoạch đề ra. Nhà trường cũng luôn chú trọng việc lựa chọn các phương pháp học tập phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm, giúp các em học sinh không chỉ say mê với các hoạt động phong trào mà còn tích cực trong học tập. Với mỗi môn học, đội ngũ giáo viên trẻ của trường luôn tìm tòi và thay đổi nhiều phương pháp dạy học tích cực. Qua nắm bắt tâm lý, các em học sinh sẽ dần điều chỉnh để có phương pháp dạy học hợp lý và giảm tối đa áp lực học tập. Em thấy rất vui khi được tham gia vào hoạt động đội vì các thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em trải nghiệm và sáng tạo. Những thầy cô, các anh chị phụ trách luôn tạo cho chúng em những sân chơi bổ ích như chơi các trò chơi dân gian, tham gia vào các câu lạc bộ. Và gần đây nhất là ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Ở đó thì bọn em có rất nhiều hoạt động, nhưng hoạt động đó giúp em tự tin hơn ạ. Với việc áp dụng hiệu quả và linh hoạt các phong trào thi đua gắn với thành tích của từng chi đội, năm 2018, toàn trường có 222 học sinh được khen thưởng, 3 học sinh đạt giải cao trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc do Thư viện tỉnh tổ chức. Nhiều năm liền, Liên đội trường Tiểu học Liên Khê đạt thành tích xuất sắc, tập thể nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, với sự chung tay góp sức của các cấp các ngành đoàn thể, nhiều hộ gia đình chính sách ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình. Huyện Vũ Thư có trên 1.800 đối tượng người có công đã được rà soát, hỗ trợ xây mới và sửa chữa về nhà ở. Để đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, đúng mục đích, huyện Vũ Thư chú trọng kiểm tra, rà soát để việc thực hiện hỗ trợ được nhanh chóng. Đến nay, từ nguồn vốn trung ương và của tỉnh, huyện Vũ Thư đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa về nhà ở cho 816 trường hợp. Bên cạnh đó, huyện Vũ Thư còn phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động sự chung tay của cả cộng đồng xây mới và sửa chữa nhà ở cho 50 hộ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp hay còn gọi là ma túy đá đến điều trị tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương ngày càng tăng. Nếu như trước đây số người đến điều trị chủ yếu là người nghiện heroin, thì hiện nay số thanh niên đến điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp đã chiếm hơn 80%. Tại khu vực cắt cơn của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, hầu hết các học viên đều là những đối tượng nghiện ma túy đá. Nhiều nam thanh niên độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi đã có thời gian nghiện ma túy đá không hề ngắn. Hầu hết do bị bạn bè lôi kéo, nông nổi nên các thanh niên này đã vướng vào ma túy đá từ nhiều năm nay. Hiện nay, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang có hơn 340 học viên điều trị và hơn 80% trong số đó là nghiện ma túy đá. Bây giờ lý do tất cả do về hoàn cảnh gia đình và sinh hoạt, bạn gặp bè ngoài xã hội thì bắt đầu dẫn đến mình mới chơi dính vào cái ma túy đá. Bạn bè cả gia đình xa lánh nên là em quyết định từ bỏ và về với vợ con với gia đình. Theo đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, hiện nay số người đến điều trị cai nghiện ma túy đá tại đây đang gia tăng, trong đó có không ít học sinh, sinh viên. Nếu như trước đây, những người nghiện heroin thường có những biểu hiện đau đớn vật vã mỗi khi đói thuốc khiến cho gia đình người nghiện sẽ lo sợ đưa đi cai nghiện, thì nay với việc sử dụng các loại ma túy đá sẽ không có các dấu hiệu vật vã hay đói thuốc. Thay vào đó là sau khi sử dụng ma túy đá, người nghiện sẽ thường mệt mỏi, cơ thể kiệt sức, ngủ li bì. Có khi kéo dài đến 2-3 tuần mới muốn tiếp tục sử dụng ma túy đá. Chính điều này khiến cho các gia đình nhận thức sai lệch cho rằng con mình không nghiện nên không cần đưa đi cai nghiện. Tuy nhiên, sử dụng ma túy đá sẽ khiến não bộ của người dùng bị phá hủy đến mức không thể hồi phục, gây loạn thần, hoang tưởng. Từ sự chủ quan, thiếu nhận thức của các gia đình mà số vụ thảm án do ngáo đá ngày càng tăng. Khó khăn về đó là điều trị cho những học viên nghiện ma túy đá. Thứ nhất là để nói về phác đồ chính để điều trị cái thuốc ấy. Điều trị chính là hiện tại bộ tính cho điều trị cái phác đồ cho những bệnh nhân nghiện ma túy đá, mà đặc biệt là bây giờ nghiện ma túy đá là một cái vấn đề nó nan giải khó khăn trong cả nước của mình luôn, vì nó ảnh hưởng đến não bộ. Thời gian này điều trị nó dài vì nó là một bệnh mãn tính. Đấy, nó là một bệnh mãn tính, điều trị không phải là ngày một ngày hai hết, và thậm chí là vài năm, chục năm, hai chục năm là chuyện bình thường. Trước sự gia tăng của những người nghiện ma túy đá như hiện nay, bên cạnh việc quan tâm quản lý điều trị cho những người nghiện một cách phù hợp, mỗi gia đình cần phải có sự hiểu biết quản lý được con cái mình, để ngay khi nhận biết con cái có dấu hiệu nghiện ma túy sẽ kịp thời đưa đi điều trị tại cơ sở cai nghiện, phòng tránh tình trạng người nghiện ma túy có thể gây ra những vụ án đáng tiếc. Từ lâu, hệ thống đê điều luôn được xem là tấm lá chắn vững chắc giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước lũ lụt bất thường. Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những tuyến đê luôn là ưu tiên số 1. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng vi phạm liên quan đến hành lang đê điều lại diễn ra phổ biến trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tại xã Liên Khê, cả hai bên phần chân đê đều có rất nhiều ao đầm thả cá và trang trại chăn nuôi được đào đắp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê. Trong khi tại các xã khác dọc theo tuyến đê sông Hồng qua địa bàn huyện, nhiều điểm vi phạm khác cũng tồn tại từ lâu nhưng chưa được giải tỏa. Chủ yếu là vi phạm về xây dựng lều lán, nhà ở, đổ đất, san lấp mặt bằng, tập kết vật liệu xây dựng, đổ trộm phế thải xây dựng trên mặt mái và cơ đê. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sụt lún thân đê, đe dọa đến an toàn cho hệ thống đê điều trong mùa mưa bão. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.